Chào mừng bạn đã đến với chuyên mục ôn tập ngữ văn lớp 9 của kênh Văn học và những cảm nhận. Các em thân mến, để làm tốt một bài văn nghị luận về tác phẩm văn học, đòi hỏi chúng ta phải nắm vững những kiến thức cơ bản về tác giả, tác phẩm và nắm vững kỹ năng làm bài cho từng dàn đề. Cùng với những video cô đã hướng dẫn phân tích, tìm hiểu đề và cách lập dàn ý chi tiết cho bài viết trong từng dàn đề. Video này, cô sẽ hướng dẫn các em hệ thống lại những kiến thức cơ bản và trọng tâm bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ của nhà thơ Thanh Hải để chúng ta có thể vận dụng, phân tích cảm nhận về bài thơ một cách tốt nhất các em nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung của phần ôn tập. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với phần kiến thức cơ bản, khái quát về tác giả và tác phẩm. Phần kiến thức này sẽ giúp cho các em giải quyết phần mở bài một cách nhanh và tốt nhất. Chúng ta đến với phần khái quát về tác giả, nhà thơ Thanh Hải. Thanh Hải sinh năm 1930 và mất năm 1980, quê ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông hoạt động văn nghệ từ cuối những năm kháng chiến chống Pháp. Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, Thanh Hải ở lại quê hương hoạt động và là một trong những cây bút có công xây dựng nền văn học cách mạng ở miền Nam từ những ngày đầu. Ngôn ngữ thơ của ông giàu hình ảnh, nhạc điệu, cảm xúc chân thành, đầm thắm. Về hoàn cảnh sáng tác, bài thơ được sáng tác vào năm 1980. Đất nước lúc này đã hoàn toàn thống nhất, non sông thu về một mối. Cả đất nước sôi sục khí thế xây dựng cuộc sống mới. Bài thơ được viết vào tháng 11 năm 1980, không bao lâu trước khi nhà thơ qua đời. Bài thơ đã thể hiện niềm yêu mến cuộc sống đất nước thiết tha và ước nguyện của tác giả. Bài thơ được in trong tập Thơ Việt Nam 1945-1985. Bài thơ được sáng tác theo thể thơ 5 chữ. Mạch cảm xúc được khơi nguồn, nảy nở từ sức sống, vẻ đẹp của mùa xuân thiên nhiên, mở rộng ra với mùa xuân đất nước, mùa xuân của dân tộc. Cảm xúc lắng đọng dần và suy tư, ước nguyện của nhà thơ. Tác giả muốn nhập vào bản hòa ca vĩ đại của cuộc đời bằng một nốt trầm sao xuyến của riêng mình, góp vào mùa xuân chung lớn lao, một mùa xuân nho nhỏ. Bài thơ khép lại với những cảm xúc thiết tha, tự hào về quê hương, đất nước qua điệu dân ca xứ Huế. Bài thơ có thể chia làm 4 phần. Khổ 1, đó là những cảm xúc của tác giả trước mùa xuân thiên nhiên, đất trời. Khổ 2, khổ 3, cảm xúc của nhà thơ về mùa xuân của đất nước. Khổ 4, khổ 5, suy nghĩ và ước nguyện của tác giả trước mùa xuân đất nước. Và cuối cùng khổ thơ thứ 6, lời ngợi ca quê hương đất nước qua điệu dân ca xứ Huế. Về ý nghĩa nhan đề bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ, các em thấy rằng tính từ nho nhỏ ở nhan đề bài thơ đã cụ thể hóa, hữu hình hóa mùa xuân và mang đến cho nhan đề những lớp nghĩa khác nhau. Lớp nghĩa đầu tiên, lớp nghĩa thực. Nhan đề bài thơ gợi về mùa xuân của đất trời, của thiên nhiên, vũ trụ. Và lớp nghĩa thứ hai là hình ảnh ẩn dụ độc đáo, thể hiện khát vọng, lý tưởng muốn cống hiến tất cả những gì đẹp nhất, tinh túy nhất cho cuộc đời, quê hương, cho đất nước của nhà thơ. Chủ đề của bài thơ thể hiện niềm say mê trước mùa xuân thiên nhiên tươi đẹp, đồng thời thể hiện khát vọng được cống hiến hết mình để làm đẹp cho mùa xuân của đất nước của tác giả. Giá trị nội dung của bài thơ. Bài thơ là tiếng lòng tha thiết yêu mến và gắn bó với đất nước, với cuộc đời, thể hiện ước nguyện chân thành của nhà thơ được cống hiến cho đất nước, góp một mùa xuân nho nhỏ của mình vào mùa xuân lớn của dân tộc. Về giá trị nghệ thuật của bài thơ. Bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ được viết theo thể thơ 5 chữ, có nhạc điệu trong sáng, tha thiết, gần gũi với dân ca, nhiều hình ảnh đẹp, giản dị, gợi cảm. Các biện pháp tu từ so sánh, ẩn dụ được sử dụng một cách sáng tạo và độc đáo. Chúng ta sang phần thứ hai, kiến thức trọng tâm.
Trong phần này, cô sẽ giúp các em hệ thống lại các hình ảnh, chi tiết nghệ thuật được sử dụng trong bài thơ và đi vào phân tích giá trị nội dung được biểu đạt thông qua những hình thức nghệ thuật đó. Chúng ta đến với hổ thơ đầu tiên của bài thơ. Bài thơ mở ra một khung cảnh thiên nhiên trong trẻo và tràn đầy sức sống của mùa xuân. Đó là những cảm xúc của nhà thơ trước mùa xuân của thiên nhiên, đất trời xứ Huế. Mộc giữa dòng sông xanh, một bông hoa tím biếc, ơi con chim chiền chiện, hót chi mà vang trời. Từng giọt long lanh rơi, tôi đưa tay tôi hứng. Ở khổ thơ đầu, tác giả đã sử dụng nghệ thuật đảo ngữ, đảo động từ mộc lên đầu câu thơ để tô đậm sức sống mạnh mẽ đến bất ngờ của một bông hoa trên dòng sông xanh. Và hình ảnh này cũng gợi liên tưởng về một bông hoa đang từ từ vươn lên trên mặt nước tràn đầy sức xuân và sắc xuân. Mộc giữa dòng sông xanh, một bông hoa tím biếc. Bức tranh xuân xứ Huế được chấm vá bằng hình ảnh chọn lọc và giàu sức gợi. Dòng sông xanh, hoa tím biếc, con chim chiền chiện. Đó là những hình ảnh, tín hiệu đặc trưng của mùa xuân xứ Huế, gợi lên không gian mênh mông, sông nước và một bầu trời cao rộng, trong veo. Khổ thơ thứ nhất, tác giả cũng sử dụng những gam màu tươi tắn, màu xanh, màu tím, gợi ra bức tranh thiên nhiên mùa xuân hài hòa, tươi sáng. Các từ cảm thán ơi, chi, mà, gợi lên một chất giọng ngọt ngào, thân thương, gần gũi của những con người xứ Huế. Hình ảnh giọt long lanh rơi trong câu thơ gợi cho chúng ta nhiều sự liên tưởng thú vị. Đó có thể là giọt mưa mùa xuân, giọt sương buổi sớm long lanh trong ánh sáng. Thế nhưng trong mối quan hệ với câu thơ trước, giọt long lanh rơi cũng có thể hiểu đó là giọt âm thanh của tiếng chim chiền chiện. Tiếng hót của con chim chiền chiện vang vọng nhưng không tan biến trong không gian mà động lại thành từng giọt trong vắt, long lanh. Như một thứ quà tặng của thiên nhiên xứ Huế, thiên nhân đã vội vàng đưa bàn tay để hứng lấy. Tiếng chim từ chỗ được cảm nhận bằng thính giác, chuyển thành thị giác rồi xúc giác. Đó chính là nghệ thuật ẩn dụ chuyển đổi cảm giác được Thanh Hải sử dụng một cách tài tình. Đại từ tôi được điệp hai lần và đi liền với hành động hứng, cho thấy thái độ trân trọng của thiên nhân trước vẻ đẹp của thiên nhiên, đồng thời gợi sự tận hưởng chiếm lĩnh và giao hòa với mùa xuân. Tóm lại, trong khổ thơ thứ nhất, chỉ với vài nét vẽ, đan xen một chút chất nhạc, Thanh Hải đã phát họa được một bức tranh có cái hồn mùa xuân xứ Huế. Nó đủ đầy cả màu sắc, hình ảnh, âm thanh. Từ đó bộc lộ được niềm say sưa, ngây ngất của tác giả trước thiên nhiên đất trời mùa xuân. Chúng ta sang khổ thơ thứ hai, cảm xúc của nhà thơ trước mùa xuân của đất nước. Từ vẻ đẹp của mùa xuân quê hương xứ Huế, Thanh Hải đã mở rộng để khám phá, ngợi ca vẻ đẹp của mùa xuân đất nước. Mùa xuân người cầm súng, lộc chất đầy trên lưng. Mùa xuân người ra đồng, lộc trải dài nương mạ. Tất cả như hối hả, tất cả như xôn xao. Hình ảnh người cầm súng đi liền với hình ảnh lộc chất đầy trên lưng gợi liên tưởng đến vòng lá ngụy trang của những người chiến sĩ đang nảy những chồi non lộc biếc cùng các anh ra trận để bảo vệ tổ quốc. Và hình ảnh người ra đồng đi liền với hình ảnh lộc trải dài nương mạ lại gợi liên tưởng đến những cánh đồng màu mỡ xanh tươi của những bàn tay khéo léo gieo trồng. Điệp từ mùa xuân, điệp từ lộc gợi ra quan cảnh mùa xuân tươi đẹp đang vươn những chồi non lộc biếc. Và hình ảnh này cũng gợi cho chúng ta liên tưởng đến thành quả trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Điệp từ tất cả đi liền với những từ lái, hối hả, xôn xao làm cho nhịp thơ trở nên nhanh, gấp, gợi một nhịp sống sôi động, hối hả, khẩn trương trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước. Trước mùa xuân của thiên nhiên, của đất nước, nhà thơ đã bày tỏ niềm tự hào và niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước qua khổ thơ thứ ba.
đất nước 4.000 năm vất vả và gian lao, đất nước như vì sao cứ đi lên phía trước. Hệ thống tính từ vất vả, gian lao đã giúp tác giả đúc kết chặng đường 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam với biết bao thăng trầm, thử thách. Trong suốt chiều dài lịch sử ấy, đất nước ta đã trải qua biết bao đau thương và mất mát, song đã khẳng định được sức mạnh, ý chí và bản lĩnh của một dân tộc anh hùng. Hình ảnh so sánh đất nước như vì sao gợi lên những liên tưởng và ý nghĩa thật sâu sắc. Thứ nhất, hình ảnh này gợi chúng ta liên tưởng đến nguồn sáng lấp lánh, tồn tại vĩnh hằng trong không gian và thời gian. Lớp nghĩa thứ hai, hình ảnh đất nước như vì sao lại gợi liên tưởng về dân tộc Việt Nam ta trong suốt chiều dài lịch sử. Từ trong đêm tối nô lệ đã phá tan xiềng xích, thoát khỏi chế độ phong kiến thực dân để tỏa sáng vươn lên. Hình ảnh đó còn gợi niềm tin của tác giả vào tương lai tươi sáng, rộng mở với khí thế đi lên mạnh mẽ không gì cản nổi. Điệp từ đất nước cộng với cấu trúc song hành, đất nước 4.000 năm, đất nước như vì sao diễn tả sự vận động đi lên của lịch sử và khẳng định sự trường tồn vĩnh cửu của đất nước. Cụm từ cứ đi lên thể hiện ý chí, lòng quyết tâm và niềm tin sắt đá của nhà thơ và của cả dân tộc Việt Nam về tương lai tươi sáng của đất nước. Khổ thơ thứ ba với dòng thơ vừa tha thiết sôi nổi, vừa trang trọng, đã gói trọn niềm yêu mến tự hào, tin tưởng của nhà thơ vào tương lai của đất nước. Từ những cảm xúc, những rung động trước mùa xuân của thiên nhiên, đất trời xứ Huế và mùa xuân của dân tộc, nhà thơ Thanh Hải đã bày tỏ lời ước nguyện chân thành, tha thiết qua khổ thơ thứ tư. Đại từ ta được sử dụng trong khổ thơ đã bộc lộ một cách trực tiếp tâm niệm của thi nhân. Phép điệp cấu trúc ngữ pháp: ta làm con chim hót, ta làm một cành hoa, ta nhập vào hòa ca, được đặt ở vị trí đầu của ba câu thơ, khiến cho nhịp điệu thơ trở nên nhẹ nhàng. Câu thơ như một lời thủ thỉ tâm tình về ước nguyện hóa thân, hiến dâng cho quê hương, đất nước của nhà thơ. Hệ thống hình ảnh con chim hót, cành hoa, nốt trầm sao xuyến là những hình ảnh giản dị nhưng cũng thật hàm súc. Con chim cất cao tiếng hót để làm vui cho đời, cành hoa điểm sắc tô điểm cho mùa xuân. Một nốt trầm trong muôn nốt nhạc của bản hòa ca muôn điệu. Đó là những hình ảnh hết sức giản dị, nhỏ bé. Hình ảnh cũng cho thấy ước nguyện khiêm nhường mà cao quý của thi nhân. Những hình ảnh này có sự đối ứng chặt chẽ với những hình ảnh mở đầu của bài thơ, để một lần nữa khẳng định một lẽ tự nhiên tất yếu. Con chim sinh ra là để dâng hiến tiếng hót cho đời, bông hoa sinh ra là để tỏa hương sắc, bản hòa ca tưng bừng rộn rã, song không thể thiếu nốt trầm. Khổ thơ đã gợi liên tưởng đến mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng, giữa con người và đất nước. Khổ thơ cũng làm nổi bật ước nguyện cống hiến cho đời, cho đất nước, đã trở thành một lẽ sống tốt đẹp mà nhà thơ Thanh Hải luôn theo đuổi. Khổ thơ thứ năm đó là lý tưởng sống cao đẹp của một tâm hồn đầy nhiệt huyết. Một mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ dâng cho đời, dù là tuổi 20, dù là khi tóc bạc. Từ lấy nho nhỏ thể hiện ước muốn, khát vọng khiêm tốn và giản dị của nhà thơ, gợi về những gì đẹp đẽ và tinh túy nhất của cuộc đời con người để góp cho mùa xuân đất nước. Tính từ lặng lẽ cho chúng ta thấy được vẻ đẹp của một tâm hồn, lối sống và nhân cách cao đẹp. Mùa xuân của Thanh Hải không hề ồn ào, khoa trương, náo nhiệt mà lặng lẽ hiến dâng. Dâng cho đời là dâng một cách tự nguyện, không đòi hỏi sự đền đáp. Đó chính là lối sống cống hiến đẹp đẽ vô tư, trong sáng nhất mà con người cần hướng tới. Điệp cấu trúc ngữ pháp: dù là, ba chấm, dù là, và hình ảnh tương phản, tuổi 20 và khi tóc bạc, khiến cho lời thơ như một lời hứa, lời tự nhủ với mình, đồng thời khẳng định sự tồn tại bền vững của những khát vọng sống, lý tưởng sống là cống hiến, hy sinh. Khổ thơ cuối là lời tổng kết của nhà thơ về cuộc đời mình, một cuộc đời thật đẹp, xứng đáng để chúng ta suy ngẫm, học tập và noi theo.
Bài thơ khép lại trong giai điệu ngọt ngào, êm dịu của làn điệu dân ca xứ Huế. Mùa xuân ta xin hát câu Nam Ai, Nam Bình. Nước non ngàn dặm mình, nước non ngàn dặm tình, nhịp phách tiền đất Huế. Khúc Nam Ai là khúc nhạc buồn thương, da diết để gợi con đường đầy hy sinh, gian khổ mà đất nước đã đi qua. Khúc Nam Bình là khúc nhạc êm ái, dịu ngọt để gợi mùa xuân hiện tại với cuộc sống thanh bình, no ấm. Nhịp phách tiền là điệu nhạc rộn ràng để khép lại bài thơ, đó là giai điệu của cuộc sống mới, sức sống mới của dân tộc. Khổ thơ cuối đã thể hiện tình yêu đời, yêu cuộc sống trỗi dậy thật mãnh liệt, trở thành khúc hát tâm tình trong những dòng thơ cuối. Khúc hát đó thật cảm động, cao quý và đáng trân trọng biết bao. Và cuối cùng chúng ta đến với những đánh giá chung, nhận định chung về bài thơ. Với việc sử dụng thể thơ năm chữ, cách gieo vần liền giữa các khổ thơ đã tạo ra sự liền mạch của cảm xúc, ngôn ngữ và hình ảnh thơ giản dị, trong sáng, giàu sức gợi. Tác giả đã tái hiện thành công vẻ đẹp của mùa xuân thiên nhiên, mùa xuân đất nước, qua đó bày tỏ lẽ sống cao đẹp là sẵn sàng dâng hiến cuộc đời mình cho đất nước. Các em thân mến, vừa rồi cô đã hướng dẫn các em hệ thống lại những kiến thức cơ bản và những kiến thức trọng tâm bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của nhà thơ Thanh Hải. Đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ để nhận được những video mới nhất của cô nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!